Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn Tiểu thuyết chiến tranh của tác giả Dũng Hà với nhan đề Sao Mai Câu chuyện của những người lính đặc công trong cuộc chiến tranh Việt Nam Phần 12 Cuộc họp chi bộ trưa nay có tầm quan trọng khác thường Trước đó, chi ủy đã dành cả buổi sáng để tập hợp tình hình lần cuối cùng về kết quả trinh sát của hai ngày đêm về những vấn đề nội bộ và chuẩn bị đưa ra chi bộ một phương án chiến đấu phù hợp Bí thư chi bộ Vũ Hoài Châu thay mặt chi ủy, báo cáo trước 12 đảng viên. Anh báo cáo về nhiệm vụ yêu cầu chung của chiến dịch và riêng của đội sao mai, nói sâu về căn cứ Phượng Hoàng, những khó khăn, thuận lợi và sau cùng là quyết tâm của chi ủy. Không khí cuộc họp thật sôi nổi. Mọi đảng viên đều hiểu rằng nhiệm vụ của mình rất trọng đại, rằng cuộc họp này là cái chốt, là mục đích của toàn bộ cuộc hành quân. Mọi người vây quanh xa bản căn cứ Phượng Hoàng, tai nghe, mắt nhìn theo chiếc que dài trong tay Hoài Châu đang di động trên các mục tiêu, dì dầm bàn cãi. Mấy vấn đề nêu ra được thảo luận và nhất trí rất nhanh, nhưng đến khi bàn về sử dụng lực lượng thế nào thì nảy ra những ý kiến tranh cãi. Hổ Oanh nhấn rất mạnh vào một nguyên tắc chiến thuật mà xưa nay anh vẫn coi là sức mạnh tuyệt diệu của đơn vị. Phải đem toàn bộ lực lượng đánh một đòn phủ đầu chớp nhoáng quyết định. Cho đến lúc này, chưa có dấu hiệu gì tỏ rằng bọn địch đã đánh hơi thấy chúng ta. Hiệu suất của ta sẽ rất cao chúng sẽ bị quỵ ngay từ những phút đầu. Việc đó sẽ tạo nên một ảnh hưởng lớn cho chiến địch. Ý kiến này như gái đúng chỗ ngứa của những đảng viên trẻ tuổi nhất. Ai cũng biết rằng họ đều muốn là những người được vào phượng hoàng ngay từ đêm đầu. Văn chấn cũng hăm hở. Ai biết được những chuyện gì sẽ xảy ra những đêm sau một khi ta đã chọc vào cái tổ ong này. Chi bằng tập trung sức lực, đập nát nó ngay một lần. Đạm, phân đội phó phân đội ba, cũng hăng hái. Tất cả các mục tiêu đều phải đánh ngay không thể trách bị cầu toàn. Chiến sĩ ta trăm người như một đều có thể tung cả vào trận đánh. Vì văn minh cũng đứng về phái đánh nhanh. Anh thường phát biểu sau mọi người, theo đuổi một ý nghĩ rất riêng biệt mà các đảng viên trẻ tuổi ở phân đội chiến đấu không mấy ai chịu nghĩ đến tuy nó là vấn đề sơ sở trước mắt. Từ hồi Tết Mậu Thân đến nay, lần nào đơn vị ta cũng đánh nhanh, rút nhanh mà giành được hiệu suất rất cao. Lần này ta độc lập thọc sâu, hậu phương ở xa, bộ chỉ huy chưa phải ngày một ngày hai chi viện cho ta được. Nếu đánh kéo dài, ta càng mất yếu tố bất ngờ. Việc giải quyết thương binh, thêm khó khăn và gay nhất vẫn là vấn đề ăn uống. Bộ đội chưa đánh đã phải lo ăn từng ngày, từng bữa. Văn Chấn lại nói tiếp. Đánh một đòn thật mãnh liệt làm cho chúng phải rối loạn, nhân đó mới có cơ hội tìm được chống choai. Nếu để lâu, tôi e chúng sẽ giết hại. Mà để xảy ra tình trạng ấy, thì thật là có lỗi với đồng chí của ta oanh lại bổ sung thêm vào lập luận của mình. Trong ngày địch đông tới 2000, giặc nhiều ta ít, phải nhân lúc chúng bất ngờ mà đánh giáp một trận thì ta ít lại hóa nhiều, yếu lại hóa mạnh. Vương Văn Khiêm suy nghĩ rất kỹ trước khi nêu chính kiến mình trước một cuộc họp như lần này. Anh thấy lập luận của các đồng chí không phải không có những chỗ hợp lý. Đánh bất ngờ, mãnh liệt, dáng một đòn quyết định rồi rút nhanh, đó vẫn là lối đánh sở trường của đơn vị này. Ngoài ra còn những lý do về lực lượng có hạn, chọc vào một xào huyệt lớn, rồi còn những sự câu thúc về hậu cần. Với cảm tính lúc đầu, anh tán thành ý kiến của các đồng chí. Nhưng suy nghĩ kỹ, anh lại thấy lập luận của tri ủy là có căn cứ. Ý kiến anh em là xuất phát hoàn toàn từ kinh nghiệm, từ những vấn đề nội bộ. Nhưng hãy đặt câu hỏi, cấp trên phái ta lặn lội, vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại để vào đây, có phải chỉ yêu cầu ta muốn đánh thế nào tùy ý cũng được không? rõ ràng là hoạt động của ta phải căn cứ vào yêu cầu của trên phải phối hợp với hoạt động của toàn chiến dịch phải phụ thuộc vào nó và do nó chi phối ta phải khắc phục những khó khăn của ta anh nói tôi nghĩ rằng chi ủy đã cân nhắc kỹ và có lý đánh dài ngày thì ta gặp nhiều khó khăn với tình cảm và nguyện vọng của từng anh em chúng ta tôi cũng muốn như các đồng chí vừa nói nhưng thật ra chúng ta đứng trong đội hình chiến dịch ta phải phục tùng ý đồ chiến dịch đó là một ý kiến khôn ngoan trần nông ngồi xếp bằng tròn trước xa bàn nhìn vương văn khiêm bằng ánh mắt vui vẻ trần nông còn nhớ như in buổi sinh hoạt cán bộ vừa qua trước khi đi trinh sát và câu nói tâm tình nhưng thẳng thắn của khiêm mình thích ông cứ giữ phong cách cư xử như trước mình vẫn phục tùng ông nhưng mình vẫn là bạn của ông anh giơ tay từ mấy năm nay chúng ta vẫn quen đánh như thế đánh bất ngờ đánh mạnh dứt điểm rồi rút nhanh không trụ lại không cho kẻ thù kịp đối phó. Này có yêu cầu khác, ta phải thay đổi, không giữ mãi lối đánh cũ được. Vẫn biết rằng anh em ta ai cũng có quyết tâm, ai cũng muốn đánh ngay trận đầu. Ta lại gặp những khó khăn rất lớn về đảm bảo hậu cần. Nhưng tôi đồng ý với đồng chí Khiêm về những lý do. Ngoài ra tôi muốn nói một điều này, tuy chưa dám nói chắc chắn, có phải chúng ta có chiều hướng muốn đi đường mòn và ngại phải khắc phục những khó khăn gian khổ không? Hoài Châu ngồi nghe chăm chú, hai gò má nhô cao và nhúng tóc bạc rủ xuống trán khiến anh trông già hẳn đi. Anh hoàn toàn tán thành ý khêu gợi của Trần Đông. Có lẽ đây mới là thực chất của vấn đề sử dụng lực lượng. Anh đã lắng nghe ý kiến của các đồng chí. Tất cả đảng viên có mặt ở đây, nhiều ít đều đã được thử thách. Họ là những chiến sĩ kiên cường, có ý chí chiến đấu mãnh liệt đã cùng anh chia sẻ những tháng ngày vất vả và những chiến trận vinh quang. Nhưng có phải là đã có những thử thách như thế rồi thì không còn vấn đề gì trong tư tưởng nữa chăng? trong điều kiện tác chiến mới, anh em ta có nhìn thấy yêu cầu phát triển để đuổi kịp và vượt lên mọi thủ đoạn của kẻ thù chăng? Sự bảo thủ và cận thị, giản đơn và ngại khó chẳng phải là sự báo trước của thất bại, của sự suy thoái hay sao? Như vậy ta có hai ý kiến, hai lập luận. Các đồng chí trao đổi kỹ đi. Hoài Châu nói bằng một giọng chân thành và rất nghiêm túc. Anh muốn thực sự tập trung được trí tuệ của mọi đảng viên, muốn thông suốt trước hết trong chi bộ, muốn chi bộ thực sự là hạt nhân vững chắc của đơn vị trong những giờ phút thử thách nghiêm trọng này. Phái đánh nhanh còn tranh luận một hồi nữa rồi mới dần dần rút lui. Cuối cùng tất cả các đảng viên chính thức đều giơ tay biểu quyết tán thành phương án sử dụng lực lượng của chi ủy với những nụ cười hồ hởi, thoải mái. Chi bộ đã quyết nghị sử dụng phương án đánh vừa và nhỏ liên tục để có thể bám trụ được dài ngày, chờ được quân viện. Trận đầu phải mạnh mẽ, có hiệu suất cao. Trận thứ hai sẽ tiếp sau đó 3 ngày. Đến vấn đề bảo đảm thương binh, tử sĩ trong trận nội thì một nỗi băn khoăn mới lại nảy ra. Lực lượng ta ít, làm sao bảo đảm đưa được anh em ra nếu có và thậm chí không may lại có nhiều. Thành, một tổ trưởng, nhìn thao kèn nói khẽ. Cầu trời khấn Phật cho đồng chí thao kèn được vạn sự bình an. Vương Văn Khiêm không cười. Trăm khó, ngàn khó, nhưng không gì khó bằng giữ chọn tình đồng chí, chọn nghĩa anh em ta sẽ không bao giờ xử sự như bọn địch ở núi Hồng Linh. Ta sẽ trả lời cho chúng biết ta là chiến sĩ cách mạng. Tôi nghĩ vắn tắt vậy thôi. Trần Nông tỏ vẻ khẳng khái. Tôi xin hứa, khi vào trận sẽ không bao giờ bỏ các anh em. Riêng phần tôi, nếu bị thương, tôi sẽ tự khắc phục và tiếp tục chiến đấu. Nếu chẳng may tôi bị hy sinh thì các đồng chí đừng bận tâm vì tôi mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ chiến đấu. Sống hay chết cũng vì sự nghiệp cách mạng, tôi hoàn toàn tự nguyện không có điều gì phải ân hận nếu mình không may ngã xuống thì nằm ở đâu cũng chẳng hề gì cũng như nếu ta đã tự nguyện hy sinh vì sự nghiệp thì bị một viên đạn súng trường hay một quả bom cũng thế thôi nhiều đảng viên giơ tay không tán thành ý kiến của trần nông mặc dầu anh là đội trưởng coi cái chết của mình chẳng xá gì và rất có thể rằng anh có động cơ tốt có ý nghĩ chân thành nhưng rõ ràng trong đó có cái gì tiêu cực và không đúng với truyền thống và tình nghĩa của đội sao mai rồi mọi người cuối cùng đều thống nhất một kết luận phải tìm mọi cách bằng bất cứ giá nào, đưa được đồng chí của ta ra ngoài. Làm được như thế trong xào huyệt to lớn của kẻ thù cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn, nhưng đấy chính là sự vĩ đại của ta là sự khác biệt về bản chất giữa ta và kẻ thù. Hoài Châu tóm tắt ý kiến hội nghị và hỏi, "Ta biểu quyết chứ?" Những cánh tay mạnh mẽ nhất loạt giơ thẳng lên như những mũi mác, toàn thể đảng viên nghiêm trang nhận lãnh trách nhiệm nặng nề trước quần chúng và với bộ tư lệnh ở ngoài kia đang từng giờ theo dõi bước đi của họ. Sau đó, Hoài Châu đã nói thêm với chi bộ, giọng anh trầm trầm thiết tha. Bởi vì muốn sống làm người nên ta phải cầm súng. Đó là vì kẻ thù bó buộc chúng ta. Chúng tôi không chối cãi rằng khả năng vật chất của ta còn kém xa của kẻ thù. Nhưng bọn Mỹ cũng chỉ có được một cái đó để dọa dẫm loài người và uy hiếp chúng ta. Chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá về sự ngạo mạn và ngu xuẩn của chúng. Chúng ta không có những B-52 hay cánh xòe cánh cụp. Nhưng những chiến sĩ đặc công chúng ta có lòng trung thành vô bạn và tinh thần dũng cảm kiên cường. Chúng ta có lối đánh của chúng ta, nhất định ta sẽ trừng trị đích đáng kẻ thù. Ta phải xứng đáng với lòng tin cậy của cấp trên và nguyện sẽ làm hết sức mình. Hoài Châu cầm chiếc roi dài, khoanh một vòng trên sa bàn. Một khi chúng ta đã hiểu vì sao phải hy sinh thì cái chết không phải là một cái gì nặng nề. Không ai muốn chết, cũng không ai phải chết hai lần. Nhưng nếu một lần chết vẻ vang, thì có nghĩa là chúng ta sẽ sống nghìn lần trong tình thương yêu của đất nước, của đồng bào ta, anh chị em ta. Nhưng tôi tin rằng với bản lĩnh của mình, chúng ta sẽ trừng trị kẻ thù và an toàn trở về. Bọn Mỹ sẽ phải dương mắt ra mà nhìn chúng tôi trả thù. Chỉ cần chúng ta vững lòng bền trí, giữ vững lòng chung với nước, với đảng, lòng hiếu với dân. Các đồng chí có đồng ý thế không? Đồng ý. Còn một vấn đề này nữa, tôi muốn nói tôi thấy một số đồng chí ta ví dụ như đồng chí hồ oanh thường hay thích kể lại thành tích cũ kinh nghiệm cũ và thường hay lấy đó làm tư tưởng chỉ đạo và nguyên tắc cho những trận đánh sau tôi thấy chúng ta phải tỉnh táo chiến công cũ để chúng ta tự tin kinh nghiệm cũ để chúng ta tham khảo chứ tuyệt đối không được say sưa nhấm nháp mãi những cái đó người chiến sĩ đặc công phải nhạy cảm hơn ai hết trước bất cứ sự đổi thay còn còn nào về phía kẻ thù chúng ta phải bám sát vào phải thích ứng với cái đang xảy ra và cái sẽ xảy ra. Phải bằng mọi cách đánh hơi thật nhanh những cái mới của kẻ thù mà đề xuất ra được cái mới của ta. Đó là điều kiện để ta giành thắng lợi một cách chắc chắn. Đồng ý. Bấy giờ, Hoài Châu mới tủm tìm móc túi lấy ra một gói thuốc lá, vỏ bao đã nhầu nát. Gần như tất cả mọi người đều reo lên. Úi trà, kiếm đâu ra thế này? Hoài Châu thực sự thích trí trước sự hoan nghênh của mọi người. Mang từ hậu phương đi đấy, găm mãi trong ba lô để dành cho lúc này cu trường cũng không biết được trần nông giật lấy bao thuốc lót giấy thiếc trịnh trọng bóc cái nhán điếu thuốc này biết nói đây các ông ạ à. hàng chục bàn tay chìa ra vui vẻ hoài châu kêu lên hút một nửa thôi chia nhau hai người một điếu ưu tiên cho đội trưởng một điếu còn lại sẽ chia cho chi đoàn gọi là nhớ buổi xuất quân liên hoan trước giờ xuất kích Tuy mọi người đã chờ đợi giờ phút sắp đến này từ lâu nhưng chỉ sau khi có nghị quyết chi bộ, mọi cái mới thật rõ ràng và ai cũng đều thấy là cái điều ấy đã đến nơi rồi. Ở các tổ chiếu đấu, các chiến sĩ vừa chuẩn bị, vừa chuyện trò vui vẻ. Họ phải xem xét lại thường xuyên những trang bị vũ khí và gói buộc thủ pháo. Một giờ nữa các chi đoàn sẽ họp và các đoàn viên sẽ chính thức trình bày bản giao ước thi đua trong đợt phát động đột kích đại bàng đỏ mà ban chấp hành liên tri đoàn đã loan báo từ mấy hôm nay. Sau khi họp xong, Hoài Châu còn bàn bạc với Trần Nông một hồi nữa về việc tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ. Xong, anh nhét quyền sổ tay vào túi áo, đi xuống các phân đội. Cũng như bao nhiêu lần trước, anh muốn nắm thật chắc toàn bộ tình hình bộ đội, nhất là mặt tư tưởng. Lần này có đến một phần ba chiến sĩ mới bước vào trận đánh. Với họ, đây là một trận thử thách to lớn. Trận đánh đầu tiên đã mang tính chất gay go, ác liệt. Anh em hiểu về nhiệm vụ thế nào? Có suy nghĩ gì? Có băn khoăn gì? Hoài Châu sực nhớ đến câu chuyện ở Tổ Vinh mà anh đã nghe được đêm nào, hai người trùng tên, thế nào cũng chết một. Mẹ tôi bảo thế, thế mà cái cậu ấy, cậu oanh sữa ở phân đội hai cứ nằng nặc đòi đi đánh bộc phá lệnh. Hoài Châu định gặp Thảo mấy lần, nhưng rồi bị công việc kéo đi, đến nay vẫn chưa làm được. Anh đến phân đội một, các chiến sĩ đang chuẩn bị ồn ào. Người lau súng, người mài dao, người đang đếm lại từng chiếc kíp nổ, Vương Văn Khiêm đang chống chân mài con dao găm trên một tấm đá thỉnh thoảng lại ướm thử vào bàn tay, đắc chí Cạo dâu được. Cạnh đó, Linh, một chiến sĩ trẻ măng mới được điều từ phân đội ba sang thay vào vị trí chống choai, đang tra kíp vào thủ pháo và trêu gẹo phân đội trưởng. Chật, thật là đẹp đôi. Sau này hai anh chị phục viên vào làm ở nông trường nuôi ong. Anh thì làm giám đốc hoặc phó gì đó. Chị làm công nhân. Thật là tuyệt. Mọi người cười ổ lên. Hoài Châu không hiểu. Anh chị nào vậy? Vương Văn Khiêm giữ con dao, lườm anh chiến sĩ lém lình. Thằng nhóc, có im đi không? Linh vẫn chưa tha. Anh có nhiều kinh nghiệm nuôi ong lâu năm thì nhất định được đề bạt giám đốc. Chị thì mới sơ sơ, phải làm tập sự. Hô hô. Vương Văn Khiêm lau dao rất cẩn thận bằng một miếng vải đẫm dầu rồi cha vào vỏ. Anh vừa làm ra bộ thản nhiên, đi đến sau lưng Linh. Rồi thình lình, bằng một thế võ anh đã vật úp sấp cu cậu xuống, khóa hai tay ra sau rồi chấm trệ ngồi lên lưng, cười ha hả. Chừa không, mày lúc nào cũng toang toát cái mồm, lỡ đến tai người ta thì sao hả? Với ai thì có thể còn hy vọng dùng phản thế mà gỡ ra chứ với khiêm thì đừng hòng. Linh biết vậy, nên chỉ còn cách van vỉ. Ôi, anh ơi, em xin chừa, ái đau. Khiêm quay lại, phân trần với Hoài Châu. Anh có biết không, mấy thằng nhóc cứ gán ghép tôi với cô Hằng. Chà, lũ chúng nó cứ căn cứ vào bộ mật bẩn tướng của tôi. Hừ. Nói xong, khiêm nhảy ra khỏi lưng linh. Cậu ta lồm cồm bò dậy, mặt còn đỏ bự lên vì cười sặc sụa. Hoài châu vỡ lẽ, cũng tán vào. Úi chà, các cậu sáng suốt thật, mình ủng hộ đấy. Cả phân đội lại cười gian, phút náo nhiệt qua rồi. Hoài Châu thấy Văn Chấn đang lúi húi xếp dọn ba lầu. Một tấm ảnh rơi ra anh liền nhặt lấy xem. Cô gái có cặp mày dài, đội mũ lông khoác áo măng tô dày cộp, đang đứng dưới một tượng đài kỷ niệm. Cách ăn mặc và khung cảnh băng giá chung quanh cô khiến Hoài Châu đoán ra tấm ảnh này được chụp từ một nước bạn gửi về. Văn chấu mùm mìm. Người quen đấy. Mấy tướng trẻ trong phân đội, vốn nổi tiếng nhạy bén về những tiết mục này, lập tức xô đến, tranh nhau ngắm nghĩa tấm ảnh rồi túm áo, đấm lưng anh thùm thục. Thú nhận đi, bạn thế nào? Tính chất, tuổi, nghề nghiệp, thời gian quan hệ. Mau khai báo cho tỉ mỉ và thành khẩn sẽ được khoan hồng. Linh lật xem mặt sau tấm ảnh, với trình độ lớp 10, cậu ta lướt rất nhanh những dòng chữ li ti, khó đọc rồi kêu toáng lên. Ối làng nước, tình cảm ghê. Đọc lên, đọc to lên. Mấy tướng trẻ lại hét lén. Linh e hèm một cái rồi lấy vẻ trịnh trọng đọc thật to, cố ý cho người ngồi xa nhất, mãi ngoài cửa hang cũng nghe thấy anh thân thương của em. Dù phương trời cách biệt, em vẫn hàng ngày nghĩ tới anh. Những ngày băng giá, em mặc ấm mà nhớ tới anh đang hành quân trong mưa rầm gió bấc. Em nguyện gắng hết sức mình để xứng đáng với anh. Gớm thật, thế mà ông cứ im như thóc, tiết mục quan trọng vậy mà cả năm nay anh em không biết. Hoài Châu mỉm cười. Một cô gái rất xinh và có tình nghĩa, cô ấy hiểu về việc cậu vào bộ đội thế nào. Văn Chấn hơi đỏ mặt. Phần vì chuyện bem của mình bị lộ ra, cái chuyện cũng bình thường nhưng không hiểu vì lẽ gì anh đã giấu kín mọi người. Phần vì vui sướng bởi những lời khen ngợi của chính trị viên và anh em đối với người yêu, và lời khai báo của anh trước các tướng trẻ, chẳng mấy lúc đã đượm đầy vẻ ân tình. Có lần cô ấy viết thư cho tôi, nói em tự hào theo dõi những chiến công kỳ diệu của Tổ quốc ta, những chiến công đó sẽ đi vào lịch sử cùng với Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta, trong đó có anh, nhân danh người chiến sĩ các anh đã làm nên lịch sử bằng sương máu của mình, đánh bại bọn hung nô của thế kỷ 20, góp phần xây nên lâu đài độc lập vinh quang trói ngời của tổ quốc ta. Sau này về nước, em sẽ rất vinh hạnh được tham gia ghi lại những sự tích thần kỳ đó. Một lần khác, cô ấy viết anh lại có thể nghĩ rằng em sẽ quên anh ư. Trăm lần không anh ơi, em thường nghĩ trái lại. Anh chiến đấu trên các ngả đường đất nước, được tiếp xúc với bao nhiêu là chị em, cũng lứa tuổi như em vẫn hàng ngày lập nên những chuyện phi thường làm say đắm lòng người ngay đến tụi em ở bên này chỉ được nghe tin qua đài mới hình dung ra mà cũng còn kính trọng yêu mến nữa là anh sẽ gần những người như thế còn em chỉ là một đứa con gái đang còn đứng ra bên lề cuộc đấu tranh thần thánh em sợ rằng đất nước sẽ quên em em sợ rằng chính anh sẽ quên em hoài châu đặt tay lên vai anh sinh viên cũ cô ấy là một người đáng quý hãy giữ chọn tình cảm với nhau sao cho trong sáng và lâu bền. Cậu hãy cố gắng để đáp lại nguyện vọng của cô ấy. Anh xem xét kỹ lưỡng những gói thuốc nổ, kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc kíp, khúc dây cháy chậm, quả mìn, hỏi các chiến sĩ giữ súng B41 cặn kẽ về tình trạng súng đạn rồi đi sang phân đội hai. Mới đến cửa hang, Hoài Châu đã nhìn thấy Oanh Sữa và Hồng Trung, một chiến sĩ đã tham dự chiến dịch trước, đang cái cọ điều gì. Lại có cả Huệ ở phân đội 3 bạn nối khố của oanh sữa ngồi bên nữa. Oanh sữa khăng khăng. Nhường cho mình, tớ cam đoan biếu cậu một bao thuốc lá chiến lợi phẩm. Hồng chung dầu môi, để hở cái răng vầu ra. Làm gì có chuyện ấy, người ta cất công bao ngày vào đến đây. Cậu là cựu binh, phải biết nhường nhịn lính mới như mình chớ. À, tùy từng cái chứ, nhường ăn, nhường mặc thì tớ sẵn sàng. Đằng này, tớ đã được chính thức phân công, lại đã hứa giao ước thi đua trong phân đoàn. Cậu tranh phần của tớ. Si, ông oanh chọn mặt gửi vàng. Cậu là lính mới, lần đầu ai dám giao việc tối hệ trọng như thế. Oanh sữa ngồi thử ra, rồi đổi giọng năn nỉ. Hay là cậu với tớ cùng đánh? Không, oanh sữa lại gà. Quản tù tì, xem ai được thì đứa ấy đánh. Hồng Trung phì cười, ngẫm nghĩ, thoáng một vẻ tinh quái. Thôi cũng được, tớ chiếu cố cậu vậy là hết mức oanh sữa dơ nắm tay lên cao vẻ nghiêm trang mắt tròn xoe đếm hai ba hồng trung kêu lên đắc chí cậu giấy tớ kéo nhá thua rồi oanh sữa gần như phát khóc làm lại tớ chưa chuẩn bị xong hai ba oanh sữa hớn hở la to đấy nhà anh thua rồi nhá nhưng hồng trung tỉnh bơ hòa một một lần này quyết định. Oanh sữa lại giơ tay. Hai, ba. Bàn tay oanh nắm lại làm quả đấm, còn Hồng Trung thì xòe tay ra tượng trưng tờ giấy. Ha ha, thua nhá. Hồng Trung cười giòn giã, đã bảo tớ đánh là thế nào tớ cũng đánh. Oanh sữa đỏ bừng mặt, sắp phát khóc thì Hoài Châu bước đến. Anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc điều đình lý thú giữa hai người lính trẻ. Các cậu làm gì mà mặc cả găng vậy? hồng trung nhanh nhẩu nó đòi đánh bộc phá lệnh vào trung tâm thông tin nhưng phân đội đã giao cho tôi oanh sữa ngồi thư ra chẳng biết nói sao hoài châu nháy mắt với oanh sữa cậu tranh nhiệm vụ nặng nề như thế không ngại gì ư hôm nọ cậu thảo trả nói đơn vị ta có hai oanh đã trùng tên thế nào cũng chết một mẹ tớ bảo thế là gì khuôn mặt bầu bính màu bánh mật của oanh sữa càng đỏ lên liếc nhanh chính trị viên cậu ta nghĩ bụng hỏng rồi. Sao ông ấy lại biết tư tưởng mình nhỉ? Nhưng oanh sứ đã nắm lấy tay Hoài Châu, năn nỉ. Thủ trưởng can thiệp với phân đội cho em được đánh bộc phá lệnh đi. Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Trung cơ quậy. Vớ vẩn, mệnh lệnh quân sự có phải chuyện đùa. Vẻ chân thành và hy vọng của oanh sứ khiến Hoài Châu mừng thầm. Chiến sĩ ta như vậy đấy. Vẫn nghĩ cứ trùng tên thì hai người chết một mà vẫn nặng nặng xin làm nhiệm vụ nguy hiểm hàng đầu ta cần phải hiểu anh em đứng hơn nữa anh nói với oanh sữa nhiệm vụ ấy rất vinh dự nhưng cũng nguy hiểm và rất hệ trọng nó mở màn cho trận đánh nếu làm hỏng việc sẽ ảnh hưởng đến các mũi khác oanh sữa hăm hở thủ trưởng cứ tin ở em dù có hy sinh em quyết làm tròn nhiệm vụ oanh hạ giọng ngập ngừng trước khi đi bộ đội tôi đã chót hứa với con em tôi nó bảo tôi anh chỉ làm liên lạc chạy giấy ở văn phòng là cùng Tôi bảo với nó là tôi sẽ vào đặc công đánh bộc phá cho nó biết. Bây giờ không đánh, về nó cười. Hoài Châu mùm mìm. Thế là cậu tự ái với em gái rồi nhé. Để mình cố can thiệp với ông oanh xem có cứu vãn được tình thế không. Hồng Trung lập tức tỏ vẻ nghi ngại, kéo áo chính trị viên. Đánh liên tục mà, nó còn hối việc ra đấy. Hoài Châu dí ngón tay lên mũi anh cựu binh 19 tuổi. Cậu là cựu binh, phải biết nhường nhịn cậu ấy chứ. Ở trong các ngách hang, đầu đầu cũng có một không khí nhộn nhịp như bên phân đội một. Tại một góc hang, một chiến sĩ đang ngồi xếp bằng tròn vừa gói buộc thủ pháo bằng một động tác rất thành thạo. dáng dấp anh có vẻ ung dung, thư thái. Vừa làm, anh vừa khẽ ngâm thơ, giọng miền trung ấm áp. Nàng Xuân 68 bay qua. Bông quân ta vội mang hoa tiến nàng. Lấy lừng một thủa xuân sang. Mà nay vang vọng tiếng vàng năm châu. Đó là Nguyên, một tổ trưởng, nổi tiếng trong đơn vị vì có giọng ngâm thơ khá lôi cuốn lòng người. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ những khối bộc phá lớn, Ngoài Châu thấy một chiến sĩ đang nằm bỏ trên tấm vải bạt, miệng lầm nhầm, đang viết gì trên một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Anh đến bên. Cậu viết thư à? Người chiến sĩ có khuôn mặt trái xoan và cặp môi nhỏ như môi con gái, lùm cùng ngồi dậy, bén lẽn. Có đâu thủ trưởng? Tôi đang chép lại bài thơ này. Kẻo quên mất. Hoài Châu cầm tờ giấy. Đó là bài thơ Bác ơi, của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ này, rất nhiều cán bộ chiến sĩ gần như thuộc lòng. Nó đã bao nhiêu lần gợi nên sự đau buồn, nỗi nhớ thương và làm chảy bao nhiêu dòng nước mắt. Cậu không thuộc hết à? Em nhớ đến đây thì quên mất. Ôi, phải chi lòng được thành thơi. Năm canh bớt nặng nỗi thương đời. Bác ơi, tìm bác mình mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người một nỗi xúc động nhói lên trong lồng hoài châu. Cặp mắt vốn hơi buồn, lúc này bỗng tối hẳn đi. Một kỷ niệm vô cùng sâu sắc mà anh vẫn cho là quý báu nhất trong đời vụt hiện ra rực rỡ. Bác Hồ, người cha giả kính yêu của cả dân tộc, niềm hy vọng của nhân dân miền Nam. Với chiếc áo khoác ngoài, chiếc mũ vải giản dị và đôi dép cao su nổi tiếng, chống chiếc gậy xong, đang từ phòng bên bước ra. Ôi, bác đã già đến thế rồi ư, vài tiếng khóc mừng tuổi nổi lên chung quanh người anh chiến sĩ ngập ngừng trước vẻ ủ rột của chính trị viên. Em quên mất một đoạn, thủ trưởng nhắc hộ. Hoài Châu bừng tỉnh, ngậm ngùi đọc tiếp. Bác chẳng buồn đâu, bác chỉ đau. Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu. Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ. Cho hôm nay, và cho mai sau. Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Bác nghe từng bước trên tiền tuyến. Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa khi anh lần đọc hết bài thơ thì tất cả các chiến sĩ trong phân đội đã kéo đến vây quanh từ lúc nào. Họ im lặng đứng nghe, một không khí trang nghiêm, trầm lắng, cũng như bao nhiêu lần trước, khiến mọi người xúc động. Người chiến sĩ chép thơ cẩn thận cất tờ giấy vào ba lô, khẽ hỏi. Thủ trưởng đã được ra thăm miền Bắc, đã được gặp Bác Hồ lần nào chưa? Có, mình có được gặp Bác Hồ. Đấy là kỷ niệm vô giá trong đời mình tự nhiên các chiến sĩ siết chặt thành một vòng vây quanh chính trị viên, rồi tranh nhau nói. Thủ trưởng kể đi, thủ trưởng kể đi. Im lặng vài giây như để ôn lại trình tự những chi tiết mà thật ra anh đã ghi sâu vào trong trí não từ một ngày xuân ấy, Hoài Châu thong thả kể. Đầu năm 69, mình vinh dự được ở trong đoàn dũng sĩ quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc. Ai cũng vui mừng vô hạn vì cùng ấp ủ một điều mong ước thiết tha, được gặp Bắc Hồ. Nhưng bọn mình lại nghĩ, Bắc bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian mà tiếp đến mình. Thành ra, tuy được đi thăm nhiều nơi, được bà con cô bác ngoài đó chăm sóc yêu thương mà bọn mình vẫn bứt rất như chưa làm xong một nhiệm vụ gì chính yếu. Bỗng một hôm, bọn mình đang học thì đồng chí thủ trưởng đến bảo, sửa soạn ngay đi, để vào thăm bác Hồ. Bọn mình cuống lên, vứt giáo cả sách vở trên bàn, vội vã mặc quần áo đẹp nhất, còn đeo tất cả huân chương, huy chương nữa. Bọn mình được lên một chiếc xe ca rất đẹp, có thủ trưởng cấp trên dẫn đi. Nửa giờ sau, bọn mình đã ngồi trong một căn phòng khách rất rộng tại phủ chủ tịch, chung quanh một chiếc bàn lớn. Có khăn trải bàn, có hoa và rất nhiều bánh kẹo, thuốc lá. Đứa nào cũng hồi hộp, tim đập rất mạnh, chỉ khẽ thì thầm với nhau là khi bác ra thì chào thế nào. Nếu ác hỏi thì được nói cái gì, cái gì không nên nói để bác khỏi buồn và phân công ai sẽ báo cáo với bác điều gì. Còn đang gì dầm ban với nhau thì cửa phòng bên bóng mở. Bác Hồ đi ra, tay chống trước gậy xong, còn tay kia, Bác với bọn mình, có cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi theo, đỡ hai bên nách bác. Bọn mình không ai bảo ai, đều đứng bật dậy, miệng thì hô bác hồ muôn năm, hồ chủ tịch muôn năm, mà người nào cũng rưng rưng nước mắt, mấy đồng chí nữ thì khóc quà lên. Bác giơ tay ra hiệu thôi vỗ tay và bảo bọn mình ngồi xuống. Bác hỏi, các cháu dũng sĩ miền Nam có khỏe không? Bọn mình đồng thanh đáp gian, dạ thưa bác, chúng cháu khỏe lắm ạ các cháu ra thăm miền bắc có phấn khởi không dạ chúng cháu phấn khởi lắm ạ à. bác lại hỏi giọng rất hiền từ bà con cô bác trong đó có khỏe không bọn mình lại đáp thưa bác bà con trong đó vẫn khỏe hóa ra bọn mình mong ước được đến thăm sức khỏe của bác lại để bác hỏi thăm mình trước lúc ấy mình mạnh dạn đứng lên thưa thưa bác bác có được khỏe không ạ à? bác cười khẽ vuốt tròn râu bạc phơ phất bác khỏe bà con cô bác trong ấy và các cháu đánh giặc giỏi diệt nhiều mỹ thì bác càng vui càng khỏe bác giơ tay cho phép bọn mình được hút thuốc ăn kẹo chao ôi bánh kẹo nhiều vô kể hết sức là ngon nhưng bác có ăn được đâu bác cho gọi mấy đứa mình được đến ngồi cạnh bác mình được vinh dự ngồi cách bác chỉ có một đồng chí nữ anh hùng nữa bác bảo kể chuyện đánh mỹ cho bác nghe đồng chí nữ anh hùng kể chuyện đánh giặc mỹ càn làng Bác rất vui. Bây giờ mình mới được dịp ngắm bác thật gần. Khi còn ở trong này chỉ mới được thấy bác qua màn ảnh. Nay được tận mắt nhìn bác, mình vừa vui sướng lại vừa buồn. Khi ấy bác của chúng tôi đã già yếu đi nhiều. Gương mặt hiền từ và dáng vui của người có làm cho bọn mình sung sướng, nhưng ai cũng bùi ngùi, thương bác vô cùng. Bác không được khỏe. Cả cuộc đời 60 năm lận đận đến lúc tuổi già, Bác vẫn chưa được yên lòng vì nỗi đất nước còn bị chia cắt và đang bị kẻ thù giày xéo. Chợt bác quay sang mình hỏi: "Cháu tên là gì? Ở đơn vị nào? Gia đình hiện nay ra sao?" Mình lấy hết bình tĩnh báo cáo với bác những điều bác hỏi. Bác buồn. Mình vừa thương bác, vừa sợ, biết mình đã phạm phải điều đã quy định, để bác phải buồn phiền. Đồng chí thủ trưởng có báo cáo vắn tắt với bác về thành tích chiến đấu của mình. Bác nghe và trở lại vui vẻ. Cuối cùng bác dạy đại ý bác nói cháu là chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ đặc biệt và cũng có vinh dự đặc biệt vì vậy để làm được nhiệm vụ đó cháu phải đặc biệt trung thành với đảng đặc biệt thân ái với dân đặc biệt đoàn kết với các đơn vị bạn chiến đấu thì phải đặc biệt dũng cảm đặc biệt mưu trí linh hoạt hoạt động phải đặc biệt bí mật đi không tiếng về không tăm kỷ luật phải đặc biệt nghiêm công tác dân vận phải đặc biệt khôn khéo và nhẫn nại bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua phải khắc phục cho kỳ được bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành mình đã kính cẩn hứa với bác rằng dù nước sôi lửa bỏng gian khổ đến đâu mình cũng sẽ suốt đời tuân theo lời dạy của người để người được vui lòng và khỏe mãi rằng bọn mình sẽ cố gắng diệt hết giặc mỹ và bọn bán nước để rước người vô nam cho bà con trong này được thỏa lòng mong nhớ thấm thoát thế mà một giờ đã qua đồng chí đại tướng nói là bác không được khỏe cần để bác nghỉ. Bọn mình đứng dậy, vừa vỗ tay, vừa hô bác hồ muôn năm. Bác bảo đại tướng chia hết kẹo cho bọn mình, cho mỗi đồng chí nữ một bông hoa hồng, rồi bác đứng dậy, vẫy tay đáp lại đi vào phòng trong. Câu chuyện lôi cuốn hơn chuyện thần thoại khiến các chiến sĩ bết sức say mê, im lặng theo dõi từ đầu đến cuối. Không một ai ngắt lời anh. Giọng Hoài Châu xúc động. Mình không ngờ rằng lần ấy là lần đầu tiên cũng lại là lần cuối cùng mình được hạnh phúc gặp người cũng như mọi đồng bào miền nam ta lòng mình đau buồn khôn kể từ ấy đến nay mỗi lần đi chiến dịch trước mỗi trận đánh mình vẫn thường trang trọng ôn lại kỷ niệm sâu sắc ấy nhớ lại từng lời dạy bảo của người để tăng thêm nghị lực lần này cũng vậy mình nguyện sẽ mãi mãi làm như những lần trước và tốt hơn nữa nguyên người tổ trưởng chép thơ nói giọng kính cẩn chúng tôi sẽ noi gương thủ trưởng sẽ xứng đáng là con cháu bác hồ hồ oanh đã đứng bên từ lúc nào bấy giờ mới lên tiếng. Hãy mang di chúc bác Hồ vào trận đánh đêm nay. Lát nữa họp chi đoàn, các đồng chí hãy biểu thị quyết tâm này. Tôi đề nghị đồng chí Hoài Châu hãy kể lại câu chuyện này cho toàn thể đơn vị ta nghe một lần nữa. Cho tất cả mọi người, không để sót một người nào không được nghe. Khi Hoài Châu về đến xe bộ, đã thấy Quốc Nam và Hai Đích đến từ bao giờ đang thảo luận với Trần Nông về việc phối hợp chiến đấu đêm nay hai đích còn xin thêm ngoài nổ hẹn giờ cho tiểu đội đặc công của anh có thể phá cầu bàn mảnh. Đồng chí cơ yếu đưa đến cho Hoài Châu một bức điện. Số 13, gửi sao mai. Bộ chỉ huy phê chuẩn kế hoạch tác chiến của các đồng chí. Cần nắm vững phương châm kết hợp đánh vừa và nhỏ, đánh liên tục để có thể phối hợp chặt chẽ với toàn mặt trận. Hết sức tận dụng yếu tố bí mật bất ngờ, đánh đúng, đánh trúng, giữ gìn lực lượng, chấp hành chính sách tốt. Nhiệm vụ của sao mai có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ chỉ huy yêu cầu các đồng chí hãy đem toàn bộ sức lực, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn thực hiện cho xuất sắc. Bộ chỉ huy gửi lời thân ái thăm hỏi tất cả các đồng chí và chúc các đồng chí thắng lợi. Chuẩn bị bắt liên lạc với sư đoàn Vinh Quang ở núi Hồng Linh. S301. Bức điện do cả Tư lệnh trưởng và Chính ủy cùng ký tên. Hết phần 12.